Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 1998. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Bát Nhã Hành. Chúng ta lật trang 73 của sách Nhật Từng Thiền Môn và nhìn vào phía cột bên phải, bài kệ thứ 31. Thanh văn duyên giác quả muốn cầu hay cầu quả bụt cũng như thế. Không tu nhẫn này không đạt được, như sang sông lớn chẳng thấy bờ. Thanh văn là những người học trò của Đức Thế Tôn, thường được ngồi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, và căn cứ trên cái sự giảng dạy đó để tu tập thì gọi là thanh văn. Thành thanh văn có thể dịch là listeners hay là students. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Những người nghe giảng mà theo đó mà tu tập gọi là thanh văn. Chúng ta đều là những người thanh văn hết. Duyên giác, thanh văn tiếng Phạn là Sravaka. Duyên giác, Pratika, là những người quán chiếu về cái tự tính duyên sinh của vạn pháp mà tu thôi. Không có cần nghe, không có cần học hỏi, không cần nghe giảng, mà chỉ cần nhìn sâu vào trong sự vật để quán chiếu cái sự hình thành và hoại diệt của các pháp, để thấy được các pháp nó liên hệ tới nhau, nó tương quan tương duyên với nhau. Và những người này có thể tu một mình không cần có thầy mà vẫn có thể thấy được sự thật, vẫn có thể thành đạo giải thoát được, gọi là duyên giác. Duyên tức là đạo lý duyên khởi. The truth about the dependent co-arising, dependent origination. Giác tức là giác ngộ. Những người giác ngộ là nhờ quán chiếu về cái lý duyên khởi và là duyên giác. Đó là hai cái quả, là quả thanh văn, quả duyên giác, là đường lối thanh văn và đường lối duyên giác. Quả thứ ba là quả bụt. Quả bụt đó thì nó siêu việt hơn. Và sự thực tập của bụt đó nó đưa tới tự giác và giác tha viên mãn. Giác ngộ ngộ cho mình và giác ngộ cho người. Sự thực tập đó đồng thời đưa tới sự giác ngộ cho mình và cho người, thì đó là quả bụt. Quả thanh văn đó, thì có thể là chú trọng vào cái thành quả của cá nhân. Quả duyên giác cũng vậy, nhưng mà tới quả bụt đó thì nó khác. Quả bụt đó là cái hoa trái của sự thực tập. Nó tới với cá nhân mình và nó tới với những chúng sanh khác đồng lúc. Bởi vì vậy cho nên quả bụt tức là quả đại thừa. Là Bồ Tát thừa. Thành có ba con đường hoặc là ba cỗ xe. Cỗ xe thứ nhất là cỗ xe thanh văn, gọi là thanh văn thừa. The Sravaka Vehicle là con đường của những người sinh viên. Con đường thứ hai á, là con đường duyên giác. The Pratyeka Vehicle là con đường của những người tu một mình, quán chiếu để thành đạo, giải thoát.
và cái con đường thứ ba, cái cỗ xe thứ ba là Phật thừa, Buddha vehicle, là Buddha Yana. Yana là con đường, Yana cũng có nghĩa là cỗ xe, là Buddha vehicle. Thành ra cái con đường thứ ba này là con đường rộng lớn, có khi gọi là Bồ Tát thừa, The Bodhisattva vehicle. Mà cỗ xe đại thừa thì chở được là nhiều người, chứ không phải là một người thôi. Một người thì như là xe đạp, còn xe lớn như là chở được nhiều người thì giống như là xe TGV chẳng hạn, chở một lần được nhiều người, gọi là Bồ Tát thừa hay là Phật thừa. Và nó có ba cái cỗ xe, gọi là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa hay là Phật thừa. Thanh Văn, Duyên Giác, quả muốn cầu hay cầu quả bột cũng như thế, không trú nhẫn này không đạt được, như sang sông lớn chẳng thấy bờ. Nếu không biết an trú trong cái nhẫn nhục này thì không có đạt được những cái quả đó. Và cũng giống như là mình đang vượt ngang con sông mênh mông và mình không có thấy được cái bờ bên kia. Chỉ nhẫn ở đây có nghĩa là chịu đựng. Shanti, nó có nghĩa là chịu đựng. Chúng ta đã thấy rằng Kinh Bát Nhã Hành đã bắt đầu bằng những lời tuyên bố lớn làm cho người ta hoảng sợ. Như là đối tượng tuyệt vời không nắm bắt, không có sợ chứng, không bồ đề. Năm uẩn không có thực tướng, sắc thọ tưởng hành thức là không. Thì những cái lời tuyên bố đó nó lớn quá, nó lớn lao quá, nó mở ra cho mình cái chân trời quá rộng. Và mình đã quen sống trong cái chân trời nhỏ hẹp, thành ra mình không có chịu được nổi cái giáo lý đó, mình không có thể ôm được cái giáo lý đó, cái tích sinh đó. Và vì vậy cho nên mình hoảng sợ. Lâu nay mình thực tập trong cái truyền thống và mình có cái nhìn nhỏ bé. Nhưng bây giờ đây, giáo lý của Bát Nhã nó bung ra như là một chân trời rộng rãi, thanh thang. Và mình cảm thấy choáng ngợp. Và vì vậy cho nên mình không có chịu đựng nổi, mình không có ôm nổi cái đó. Và nếu không ôm nổi thì không có thành công được. Phải ôm cho được cái đó, phải chịu đựng cho được cái giáo lý lớn đó thì mới có thể qua bờ được. Có những người họ nghe những cái tin mà họ có thể chịu đựng được và họ chết. Họ đứng tin mà chết. Họ nghe tin một người thân vừa mới qua đời, hay là nghe tin họ mất mát một cái gì đó, như là nhà họ bị cháy, hay là con họ bị đắm rơi máy bay chết. Thì họ nghe những cái tin như vậy thì họ không có chịu đựng nổi, và vì vậy cho nên họ cúng sụp luôn, họ chết luôn. Họ không có nhận, không có khả năng để ôm lấy những tin tức như vậy. Có khi họ nghe tin là họ trúng số độc đắc, được một tí mỹ kim, thì họ cũng đứng tim, họ chết luôn, tại vì họ không có ôm được cái tin mừng đó. Những người đó không có nhận, tức là không có cái khả năng ôm được cái đó. Thì có những người thực tập cũng vậy, những cái người practitioner mà cái tâm lượng nhỏ hẹp, không có khả năng ôm được một cái giáo lý lớn, một cái chân trời
thực tập lớn. Vì vậy cho nên nghe cái kinh Bát Nhã này hoảng sợ và không có thể nào chấp nhận được. Pháp của ta là pháp hành cái vô hành, tu cái vô tu, chứng cái vô chứng. Nghe những câu như vậy thì hoảng sợ, chịu không nổi, ôm không nổi. Và những người đó không qua mờ được. Cho nên gọi là không trú nhẫn này không đạt được. Nhẫn tức là ôm lấy, chịu đựng được. Trong số chúng ta có những người có thể ôm được những cái đau khổ và ôm được những cái hạnh phúc. Nghe nói ngày xưa Hoàng hậu Maya khi mà sinh ra thái tử rồi thì hạnh phúc lớn quá. Người ta rùng như vậy, hạnh phúc lớn quá. Thành ra cái hạnh phúc đó bà chịu không nổi, do đó cho nên bà phải qua đời. Ngày xưa khi mà đạo tràng Mai Tôn vừa mới được thành lập đó, thì năm đầu có một em bé tên là Nhật Tâm. Nhật Tâm là em bé mới sinh ra được chừng mấy tháng thôi. Và từ khi nó sinh ra trong mùa đông, cho nên chưa bao giờ nó được đưa ra ngoài trời, chưa bao giờ nó thấy trời xanh hết. Thì bữa đó là một bữa tháng tư, vào đầu tháng tư, thì trời nắng ấm và cha mẹ nó ở Sông Hạ muốn đưa nó ra ngoài trời đi chơi lần đầu, tại vì trời rất xanh và nắng rất ấm. Thì người ta mới lấy áo ấm, lấy khăn len, lấy nón len để mà mặc một choàng cho em bé. Em bé Nhất Tâm còn có tên nickname là chó con. Thì mặc áo cho chó con, quàng khăn cho chó con và đội nón cho chó con và mang chó con đặt ra một cái xe đẩy để đưa, để cho nó đi chơi cái buổi đi chơi đầu tiên của nó trong cuộc đời nó. Thì hôm đó thầy có mặt, và khi người ta ấm cho con ra thì lần đầu tiên nó tiếp xúc với cái bầu trời mênh mông, cái bầu trời xanh mênh mông, chưa bao giờ nó thấy như vậy. Tại vì 30 tháng vừa rồi nó chỉ sống với một cái không gian rất nhỏ trong cái phòng của mẹ nó thôi. Và lần đầu tiên nó thấy như vậy thì nó sợ, nó chịu đựng không nổi. Và cái hôm đó thì thầy đứng ở bên cạnh nó, thì nhìn vào mặt nó thì thầy thấy nó ngỡ ngàng, nó sợ hãi vì lần đầu tiên nó tiếp xúc với cái gì vô cùng to lớn, rộng lớn. Nhưng mà rất hay, nó mở miệng ra nó tiếng khóc, hai con mắt nó hoảng hốt, cái miệng nó méo lại, nó tiếng khóc. Nhưng mà sau đó thì nó nhận được, nó ôm được cái bầu trời đó. Tất cả đều xảy ra trong vòng 3 hay là 4 giây đồng hồ mà thôi. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta quen sống trong một cái khung cảnh chật hẹp, nhỏ bé, rồi chúng ta được đưa ra một cái không gian thanh thang rộng lớn, chúng ta chịu đựng không nổi. Và chúng ta muốn trở lui cái xó nhà, cái khung cảnh nhỏ bé của chúng ta mà thôi. Thì trong cái sự thực tập cũng vậy, nhiều khi chúng ta quen với cái không khí thực tập rất nhỏ bé, rất giới hạn. Và vì vậy cho nên kinh Bát Nhã Hành đó, mở ra một cái chân trời mới. Và có rất nhiều người trong truyền thống không có chấp nhận được. Chúng ta nên biết rằng kinh Bát Nhã Hành là kinh đầu tiên xuất hiện của Đại Thừa. Và kinh này được hình thành vào thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh, trước Chúa Kitô. Những người biên tập kinh họ thấy được, họ chứng được, họ tiếp xúc được với cái bản chất hùng vĩ của giáo lý Đức Thế Tôn, và họ thấy rằng người ta hiểu
cái giáo lý của Đức Thế Tôn một cách rất là cạn cực và hành thực tập theo một cách cứng nhắc. Cho nên những người này họ muốn làm một cách mạng về giáo lý để phục hồi cái tinh thần vĩ đại của đạo Bụt Nguyên Thủy. Tại vì đạo Bụt vào cái thời đại đó là đạo Bụt Bồ Thái, nó không còn là đạo Bụt Nguyên Thủy nữa. Trước hết chúng ta có đạo Bụt Nguyên Thủy, rồi chúng ta có đạo Bụt Bồ Thái, rất nhiều bộ phái, 20 mấy bộ phái. Rồi lúc đó Phật giáo Đại Thừa mới bung ra. Thì lúc này Phật giáo Đại Thừa chưa có căn cứ, chưa có cơ sở. Nó chỉ mới có cái tuệ giác thôi. Và nó có những cái văn kiện về tuệ giác đó thôi. Chứ nó chưa có chùa, chưa có tu viện, chưa có cơ sở gì hết. Và tất cả những chùa, những tu viện đó là thuộc về truyền thống hết. Vì vậy cho nên những cái kinh Đại Thừa nó xuất hiện mà nó không có cái căn cứ đặt. Phải 50 năm sau, 70 năm sau, 100 năm sau thì mới có những cái tu viện Đại Thừa được thiết lập. Và trước đó là chỉ có những cái tu viện, những cơ sở truyền thống mà thôi. Còn cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng vĩ đại. Khi mà Kinh Pháp Hoa ra đời thì lúc đó Đại Thừa đã có cơ sở rất vững chãi, đã có tu viện, đã có giáo đoàn đàng hoàng. Còn khi mà kinh này ra đời là chưa có giáo đoàn Đại Thừa, chưa có tu viện Đại Thừa, tất cả đều là những tu viện của truyền thống bộ phái. Chúng ta phải thấy như vậy mới hiểu được. Không trú nhẫn này không đạt được. Những người mà nghe cái giáo pháp này, thấy được cái không gian minh mông này mà không chịu nổi thì không có thể thành công được. Không trú nhẫn này không đạt được, như sang sông lớn chẳng thấy bờ, nghĩa là không có đi tới đâu hết. Chúng ta đọc bản chữ Nho: nhược cầu thanh văn duyên giác đẳng, nại chí Phật quả diệt phục nhi, bất trụ thứ nhẫn bất khả đắc, như độ đại hà bất kiến ngạc. Nhược là nếu, cầu là đi tìm, là mong ước thực hiện. Nếu mà muốn mong ước thực hiện những cái quả như là thanh văn và duyên giác, nãi chí là cho đến Phật quả, diệt phục nhiên, diệt nghĩa là cũng là phục nhiên, là lại như vậy, cũng là như vậy. Bất trụ thứ nhẫn bất khả đắc, nếu không có trụ vào cái nhẫn này thì không có thể đạt được, như độ đại hà bất kiến ngạn. Độ là vượt qua, đại hà là sông lớn, bất kiến ngạn là không thấy bờ. If you aspire to attain the career of a hearer, the self-enlightened one, or Buddha enlightenment, if you do not have the endurance of the above practice, you cannot arrive. It is like crossing the great river, you cannot see the other shore. Bài thứ 32: nếu nghe pháp này nhất định đắc thành chánh đẳng giác, chứng Bồ Đề, thấy nơi tất cả như tự thân, đó là đại trí Như Lai nói. Nếu mà được nghe kinh Bát Nhã Hành, nếu mà muốn đạt được cái tuệ giác Bát Nhã Ba La Mật, và nếu mà quyết tâm thực hiện cái điều đó,
để mà thành chánh, chánh đẳng chánh giác và đạt tới cái sự giác ngộ hoàn toàn. Chánh đẳng giác tức là cái sự giác ngộ chân chính, cao tột, không có gì so sánh bằng, gọi là chánh đẳng giác. Nói cho đủ là vô thượng, chính đẳng, chính giác, Anuttara, Samyak, Sambodhi. Tức là quả vị cao tột, quả vị bụt. Thì thấy nơi tất cả như tự thân, đó là đại trí Như Lai nói. Phải quán chiếu để thấy rằng bất cứ một hiện tượng nào mà mình tiếp xúc, nó cũng hoàn toàn bình đẳng với cái tự thân mình. Nghĩa là mình phải thấy mình nơi sứ anh của mình. Mình phải thấy mình nơi sư chị của mình. Mình phải thấy mình nơi sư em của mình. Mình phải thấy mình nơi mẹ mình. Mình phải thấy mình nơi cha mình. Mình phải thấy mình nơi bạn mình. Mình phải thấy mình nơi đám mây, nơi cây dừa, nơi cơn mưa, nơi con sắt. Thấy nơi tất cả như tự thân. Mình phải thoát, vượt thoát ra được ý niệm về ngã. Mình chỉ là thân này, thân thể này, mình chỉ là cảm thọ này, mình chỉ là tri giác này, mình chỉ là tâm hành này, mình chỉ là nhận thức này. Mình phải thấy rằng mình không phải chỉ là cái thân này, chỉ là cảm thọ này. Đức Thầy có nói tới cái giấc mơ mà trong đó mình vượt qua một cái cửa đồng, rồi cái cửa đồng đó bị đóng lại và mình có cảm tưởng là mình không trở về được cái không gian phía bên kia. Những cái hình ảnh đó là những hình ảnh rất là hiện thực. Thầy đã có nói rằng mình có cảm tưởng là không gian của mình nó bị thâu hẹp lại, và thời gian của mình cũng có thể bị, cũng đã bị thâu hẹp lại, và mình không có thể trở về với không gian kia, mình không có thể trở về với cái thời gian kia. Và cái điều đó, cái thấy đó, nó chứng tỏ rằng là mình chưa thấy được đạo, mình chưa giác ngộ, mình vẫn còn chấp rằng cái thân này là mình, cái thọ này là mình, cái tưởng này là mình, cái hành này là mình, và cái thức này là mình. Đứng về phương diện không gian thì mình thấy rằng không phải là mình ở bên này, không phải là mình chỉ ở bên này, mà đồng thời mình cũng đang ở bên kia. Nếu mình có một cái chống đối, một cái giằng co giữa mình và một người khác, mình nghĩ rằng mình là đúng, mình nghĩ rằng người kia là sai, mình nghĩ rằng mình là nạn nhân, mình nghĩ rằng người kia là người tạo ra những cái oan ức cho mình, thì như vậy là mình bị chia hai. Mình thấy mình bên này và mình thấy bên kia không phải là mình. Thì cái đó không phải là thấy nơi tất cả như tự thân, là mình bị hạn chế. Mình không thấy được rằng mình ở trong người đó và người đó trong mình. Và vì vậy cho nên mình đau khổ. Hay tưởng tượng là mình ở trong cái giấc mơ đó. Mình đang đi
mình đang đi ở trong một cái động, một cái hang động. Mình vừa mới đi vào một cái cửa hang động, thì cái cửa hang động đó bị một tảng đá lớn như là một cái nhà nó rơi xuống và nó chặn cái đường ra của mình. Và mình biết, mình có cảm tưởng rằng mình không bao giờ sẽ có thể trở lui lại không gian cũ. Mình sẽ chết ở cái phía bên này. Và chúng ta có thể có những cái giấc mơ như vậy. Có thể quý vị đã từng có cái giấc mơ đó. Và nếu chưa có thì một ngày nào đó sẽ có cái giấc mơ đó. Tự nhiên mình bị cô lập hóa. Mình không còn có thể tiếp xúc được với cái không gian bên kia. Cái không gian bên kia là hết rồi. Và trong người mình tự nhiên có một sự ấm ức, có một sự tuyệt vọng nó nảy ra. Cái tâm hành ấm ức, tâm hành tuyệt vọng nó xảy ra. Mà nếu mình không có biết giải, không có biết tháo nó ra, mình biết chuyển hóa ra, thì một ngày kia mình có thể điên loạn, mình có thể mắc bệnh tâm thần. Mà những cái chứng bệnh tâm thần là do những cái như vậy đó, nó được. Tất tưởng tượng mình đang bị bít lắm. Mình thấy mình ở bên này không gian và bên kia không gian, mình không bao giờ có thể trở về được đấy. Thì mình thấy bức rứt, mình thấy khổ đau, mình thấy tuyệt vọng đến cái mức nào. Còn đứng về phương diện thời gian cũng vậy. Mình tới cái tuổi lớn rồi, mình nói rằng không bao giờ mình có thể trở thành ra một người trẻ nữa. Bây giờ để dành cho mình là chỉ có cái già, cái chết thôi. Và mình bị nhốt vào trong cái ý niệm đó. Tuổi trẻ, cái sự sung sức, cái tương lai là nó thuộc về một cái không gian khác, một thời gian khác. Còn đối với mình bây giờ chỉ có cái già, cái chết và cái hư vô mà thôi. Thì nếu mình bị cột vào, mình bị nhốt vào trong cái không gian đó thì mình bí lắm. Mình có sự tuyệt vọng, mình có sự sợ hãi, mình cầu cứu. Và nếu mà mình không có tìm được cái cách mà tháo gỡ, mình chuyển hóa, thì có thể cái đó nó làm cho mình bệnh. Bệnh về thân cũng như là bệnh về tâm. Có biết bao nhiêu người điên loạn. Là tại vì bị kẹt vào trong những cái thấy như vậy. Bị kẹt vào trong những hình ảnh như vậy. Mình làm sao chịu được nó. Thành ra bát nhà là cái cánh cửa duy nhất để có thể giúp cho mình thoát ra khỏi cái ý niệm đó. Trong cái thấy của bát nhà cũng như là cái thấy của Hoa Nghiêm thì cái này nó được làm bằng cái kia. Cái bên nớ nó được làm bằng cái bên ni. Và cái bên ni nó được làm bằng cái bên nớ. Và nếu mà mình vượt thoát được cái ý niệm, cái thân này là mình, cái thọ này là mình, thì mình có thể thấy được mình ở bên kia. Mình có thể thấy được mình ở bên kia ranh giới. Và do đó cho nên cái ranh giới nó được tháo ra. Cái ranh giới nó chỉ có thể tháo ra khi mình có được cái thấy nơi tất cả như từ thân thôi. Thì cái câu này nó hay lắm. Thấy nơi tất cả như từ thân.
thì chỉ có cái thế này mới tháo ra được cái ranh giới đó, mới lấy ra được cái tảng đá lớn bằng cái nhà, nó vừa mới biết lấp cái lối đi vào động. Mình không cần một thiên thần nào hết, mình không cần một cái xe Bulldozer nào hết, mình chỉ cần cái thấy đó thì tự nhiên mình thoát. Giữa mình với kẻ thù cũng vậy, mình thấy rằng kẻ thù chính là mình chính là kẻ thù, thì tự nhiên cái ý niệm thù hận nó đi, rồi cái hận thù nó trở thành ra lòng từ bi. Bởi vậy cho nên giáo lý vô ngã là cái cốt lõi của Phật pháp. Trong cái giáo lý Hoa Nghiêm và Bát Nhã, mình học được rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả. Có thể thấy trong cái tất cả cái một, và có thể thấy được cái một trong cái tất cả. Mình có một ý niệm về không gian, và mình nghĩ rằng không gian nó nằm ở ngoài mình, nhưng kỳ thực không gian nó không phải như vậy. Chúng ta đã biết rằng trong mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, nó có mặt của toàn thể vũ trụ. Khoa học bây giờ đã có thể làm được những cái chuyện hết sức là bất ngờ. Ví dụ như là khoa học có thể lấy một cái tế bào của cơ thể mình, làm như thế nào đó mà tạo ra một cái cơ thể thứ hai của mình. Cái đó gọi là cloning. Tiếng Việt gọi là tạo ra một cái sinh hóa thân. Và nếu mình muốn có 2, 3, 4 bản sao của chính mình cũng có thể làm được. Nếu mình muốn có 1.000 bản sao của cơ thể mình thì mình cũng có thể làm được. Và mình biết rằng trong mỗi cái tế bào như vậy, một tế bào cơ thể thôi, nó chứa đựng toàn thể cơ thể. Bởi vì vậy cho nên từ một tế bào mới làm ra được một cơ thể toàn vẹn. Có phải là một cái một nó chứa đựng cái tất cả không? Một tế bào cơ thể mà tại sao làm ra được một cái cơ thể nguyên vẹn? Nếu sự thật không phải là cái tất cả nó nằm trong cái một. Điều này đã được khoa học chứng minh. Và mình đó, là cái một, mình là một người. Nhưng mà mình nhìn sâu vào trong người mình thì mình thấy rằng tất cả các thế hệ tổ tiên và con cháu của mình nó đã có mặt ở trong mình hết. Trước kia mình tưởng rằng tổ tiên của mình đã chết hết rồi, không còn nữa. Nhưng mà bây giờ đây mình nhìn vào mình thấy rằng tất cả tổ tiên của mình vẫn còn cuộc sống. Và có mặt trong mình, không những có mặt trong cơ thể của mình mà tất cả tổ tiên với tất cả những cái tài năng cũng như là những cái vùng dài của họ đều có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Thì tất cả thời gian, tất cả không gian cũng nằm ở trong một tế bào. Và vì vậy cho nên tại sao mình nghĩ rằng là cái không gian kia mình đã đánh mất? Mình đâu có đánh mất cái gì đâu. Mình đừng có tưởng cái không gian đó nó nằm ở bên ngoài mình. Mình đừng có tưởng cái thời gian đó nó nằm ở bên ngoài mình. Tất cả không gian vô cùng và thời gian vô tận nó đang trong mỗi tế bào của mình. Tại sao mình lại có cảm tưởng mình bị chia cách? Tất cả đều do sự u mê của mình, gọi là vô minh. Vô minh đã đặt ra cái không gian, đã đặt ra cái thời gian. Và vô minh đã làm cho mình tự đồng hóa mình với cái thân, cái thọ, cái tưởng. Và vì vậy cho nên mới có sự ngăn cách
mới có sự mất mát. Quán chiếu thì mình đạt được cái thấy đó, và chính cái thấy đó nó tháo gỡ tất cả những cái tuyệt vọng, những cái sợ hãi ở trong con người của mình. Em đến đây cùng đôi mắt hồn nhiên nhìn màu xanh của pháp thân hiện hiện, dầu thế giới tan tành, nụ cười bông hoa cũng không bao giờ còn tan biến. Chúng ta đã được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay? Mình tưởng rằng ngày hôm qua mình đã đạt được cái gì đó và ngày hôm nay mình sẽ mất đi cái gì đó. Trong cái sự thật là không có cái gì đạt được mà cũng không có gì mất đi hết, không có đắc và không có thất. Mình tưởng rằng mình đã đạt được cái tuổi già và mình mất đi cái tuổi trẻ, sự thật không phải như vậy. Chúng ta đã đạt được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay, không có đắc, không có thất. Đó là chân lý của Bát Nhã. No increasing, no decreasing. Không có thêm, không có bớt, bất tăng, bất giảm. Tại vì u mê cho nên chúng ta thấy rằng trong ta có cái gì đang tăng và có cái gì đang giảm. Tuổi già đang tăng và tuổi trẻ đang giảm. Hay là danh lợi đang tăng hay là danh lợi đang giảm. Sự thực trong cái bản chất của nó là không có gì tăng, không có gì giảm hết. Chúng ta đang không mất cái gì hết và chúng ta đang không có được gì hết. Tại vì những cái ý niệm về được, về mất là do cái vô minh nó tạo tác ra. Cũng như dơ và sạch, ta có thể có cảm tưởng là ta dơ, ta tội lỗi và ta đau khổ, ta có mặc cảm, ta thấy ta không xứng đáng, ta thấy ta nhơ nhuốc. Thì có ai cứu được ta? Có một vị thiên thần nào cứu được ta? Không, không có một vị thiên thần nào cứu được ta cả. Chỉ có tuệ giác Bát Nhã mới cứu được ta mà thôi. Hãy tưởng tượng một em bé nghèo, bé gái nghèo đang sống ở miền quê Hậu Giang, gia đình nó không có đủ cơm ăn, mẹ nó bệnh, em nó đói, và nó nghĩ rằng là nếu mà nó lên Sài Gòn thì nó có thể kiếm chác được một vài đồng mà nó gửi về nuôi mẹ và nuôi em. Nhưng mà khi mà lên tới Sài Gòn, nó không có biết cái thực chất của Sài Gòn. Và vì vậy cho nên nó bị một cái người dụ dỗ, một cái bà đó dụ dỗ nó đi làm cái nghề gọi là đưa khách. Và nó trở thành ra một cô gái bán thân xác. Ban đầu nó không có muốn như vậy, nhưng mà rốt cuộc nó phải đi vào con đường đó. Tại vì lên Sài Gòn nó cũng đói, nó cũng lạnh. Và cái bà đó đã cho nó ăn lần đầu tiên, đã cho nó cái áo lần đầu tiên, rồi bà ta dụ dỗ, và cuối cùng nó phải đi vào con đường bán dâm. Ở những thành phố lớn là có những cái
cô gái như vậy. Thành phố nào cũng có hết. Thành phố Bangkok, thành phố Manila, thành phố Sài Gòn. Thành phố nào cũng có những cô gái như vậy. Và những cô gái đó đêm nằm, gác tay lên trán, nhìn lại cái đời sống của mình và thấy tủi hổ, thấy buồn đau, thấy tuyệt vọng. Và khi thấy một cái đoàn nữ sinh, nó mặc áo trắng, nó đi trên xe đạp, nó đi một đoàn đi ngang qua, một đoàn nữ sinh toàn là con nhà lành không, thì nó cảm thấy tủi hổ. Tại sao những người khác, những đứa con gái khác nó may mắn như vậy, nó được sinh vào những cái nhà như vậy, nó sống cuộc đời lành như vậy, trăng trắng như vậy, mà mình thì mang được thân phận nhơ nhớ của một cô gái ăn xin. Và cái mặc cảm tội lỗi, cái mặc cảm nhơ nhút đó, nó làm cho cô bé không có được một chút hạnh phúc nữa. Là nghĩ là chỉ có cái chết thì mới thoát ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau đó thôi. Và đó là cái mặc cảm nhơ và sạch. Thì ai là người có thể tới với cô bé đó để giải thoát cho cô bé? Không ai có thể giải thoát cho cô bé, chỉ trừ giáo lý Bát Nhã thôi. Giáo lý Bát Nhã, Đức Quan Thế Bồ Tát tới ngồi bên cạnh cô bé và nói rằng: con hãy nhìn, con hãy nhìn những nữ sinh kia mặc áo thật trắng, nụ cười rất tươi. Con biết họ là ai không? Họ là con đó. Tại vì họ được sinh ra trong cái môi trường như vậy. Vì vậy cho nên họ đang là như vậy. Và chính nhờ những cái người như con phải khổ đau, phải gánh chịu những cái uất ức, những đau khổ, cho nên những cái cô kia mới được như vậy đó. Và cũng tại vì các cô kia đang được sống như vậy đó, đang được thừa hưởng những cái tiện nghi, những cái may mắn của xã hội, cho nên con mới bị như vậy. Vì vậy cho nên con làm như vậy để cô kia có thể được như vậy, và cô kia làm như vậy để cho con phải gánh chịu cái này. Con là họ và họ là con. Nếu con sinh ra trong cái gia đình đó, nếu con được nuôi dạy theo những cái điều kiện đó, thì con bây giờ là một trong những cái cô đó. Mà nếu cái cô đó đã sinh ra trong cái hoàn cảnh của con và là được nuôi dưỡng trong cái hoàn cảnh của con, thì bây giờ cô đó là con là cô đó là con. Tự thân con là các cô đó là con. Ai chịu trách nhiệm? Đâu có phải chỉ có một mình con. Cái xã hội này nó được tổ chức ra như vậy. Và tất cả những người trong xã hội, từ thủ tướng, tổng thống, thủ tướng, các vị bộ trưởng, cho đến các nhà kinh tế, các nhà giáo dục, tất cả đều chịu trách nhiệm về con cả. Tại sao lại con rước hết tất cả những trách nhiệm đó vào riêng cho con? Nếu thành phố không có những bà tú bà, không có những nhà điếm, thì con lên đây con đâu có bị. Và vì vậy cho nên những nhà điếm đó, những cái bà tú bà đó, những cái người đi tìm sex đó, tất cả những cái đó họ chịu trách nhiệm. Đâu phải là một mình con chịu trách nhiệm. Tất cả xã hội chịu trách nhiệm, chính ta đây cũng chịu trách nhiệm. Đức Quan Thế Bồ Tát nói như này: chúng ta đây cũng chịu trách nhiệm vì con, là tại vì ta đã tới với con hơi trẻ, ta đang mắc lo cho những người khác. Thì khi mà cô bé thấy được như vậy rồi, thấy được tất cả là tự thân mình làm như thế này để cho những người kia được như thế kia, và những người kia vì sống như thế kia cho nên mình mới phải gánh chịu này, thì mình trở thành vị Bồ Tát. I am doing this in order for you to be doing that. Và vì vậy cho nên cô gái bé thấy rằng mình chính là những cô thiếu nữ nhà lành kia, và cũng thấy rằng các cô nhà lành kia đang chính là mình. Và tự nhiên cái tự giác đó nó rước sạch tất cả những cái mặc cảm tội lỗi như những cô bé. Và cô bé mỉm cười. Chỉ có cái tự giác đó mới cứu được cô bé mà thôi, không có cái tự giác nào khác.
Tuệ giác đó là tuệ giác bất nhã, không có mặc cảm. Cho nên trong kinh mới nói là không dơ cũng không sạch, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, không dơ không sạch, không thêm cũng không bẩn. Là mấy ai có thể ôm được cái giáo lý này, mấy ai có thể hiểu được cái giáo lý này. Nhưng mà nếu không có nắm được cái giáo lý này, không có hiểu được giáo lý này, không có thấy được cái thấy sâu sắc đó, thì làm sao vượt thoát tất cả những cái giới hạn nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình điên loạn. Và tự nhiên cái mặc cảm sau khi được Bồ Tát Quan Thêm khai thị, thì cái mặc cảm tội lỗi nhơ nhúc của cô bé nó tan biến hết, và cô bé thấy mình cũng trong sáng, trinh trắng như bất cứ một cô gái nào khác. Và trên cái bước đường đó, trên cái nhận thức đó, cô bé mới bước lên một bước nữa để được giải thoát hoàn toàn. Chứ còn nếu mà mang mặc cảm như vậy, tiếp tục mang mặc cảm như vậy, thì không bao giờ có thể ra thoát khỏi được. Nếu mình làm thiếu phụ, nếu mình đã dại dột, mình phá thai, tại hồi đó mình đã còn trẻ và mình nằm dưới áp lực, mình sống như thế nào đó không có giới, không có tăng thân, cho nên mình đã lỡ có thai với một người con trai. Và gia đình làm áp lực, xã hội làm áp lực là mình phải phá thai, phải giết đứa bé. Thì mình không có thể làm gì được hơn, tuệ giác của mình còn kém, Phật pháp của mình chưa có, cha mình chưa biết thương mình, mẹ mình chưa biết thương mình, người yêu của mình không có trách nhiệm. Mình một mình lo lấy cái bản thân của mình, và mình đã phải phạm vào cái hành động tàn ác đó, tức là giết em bé ở trong bụng của mình. Và bây giờ đây mình mang theo mình một cái mặc cảm tội lỗi. Trong những giấc ngủ mình thấy em bé đòi mạng, kêu mình để đòi lại cái mạng, và mình không còn một cái hạnh phúc nào nữa, thì ai có thể cứu cho mình? Tội và không tội, ai có thể cứu cho mình? Không ai có thể cứu cho mình được hết. Không ai có thể rước cái tội đó cho mình được hết. Chỉ có tuệ giác bất nhã mới có thể chuyển hóa được mà thôi. Anh cũng vậy, chị cũng vậy. Nếu mà anh chị được đặt vào trong trường hợp của tôi lúc đó, thì anh cũng sẽ làm như vậy, và chị cũng sẽ làm như vậy. Tại vì anh chị không có tuệ giác, không có tăng thân, không có giới, không có thầy, không có buộc. Và vì vậy cho nên cả xã hội nó cùng gánh chịu cái trách nhiệm đó, chứ không phải là chỉ mình. Tại sao cái xã hội nó được tổ chức như vậy? Để cho một cô thiếu nữ phải bị kẹt ở trong đó. Và cái chuyện đó có thể xảy ra 3 năm về trước, 5 năm về trước. Nhưng mà cái chuyện đó đang xảy ra trong giờ phút này, ở tại thành phố này, ở tại thành phố kia. Bao nhiêu cô thiếu nữ đang lặp lại cái lỗi lầm của mình đã phạm vào cách đây 5 năm hay 7 năm. Rồi những cô thiếu nữ đó ngày mai cũng sẽ ân hận, sẽ khổ đau, sẽ điên loạn về cái hành động đó. Thì bây giờ đây mình đã được giọt nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm tưới cho. Giờ đây mình tiếp xúc được với giáo lý bát nhã ba la mật, có khả năng đưa mình qua bên kia bờ. Thì tại sao mình chịu nằm chết trong cái mặc cảm tội lỗi đó mà mình không có tu tập để hành động? Mình phải thấy được rằng cái vùng dài của mình ngày xưa là cái vùng dài của cả xã hội.
trong đó có cha mẹ, có anh em, có bà con thân thích và cả dư luận. Và những cô gái ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục làm nạn nhân của cái xã hội đó, của cái thấy đó, của cái vô minh đó. Và vì vậy cho nên mình phát tâm đại thừa, mình nói rằng mình sẽ làm cái gì để cho những cái cô gái ngày hôm nay không có đi vào trong con đường của mình. Đúng rồi, ngày xưa mình đã vùng dậy, mình chấm dứt sự sống của một hài nhi. Nhưng bây giờ đây, tại sao mình không có biến mình thành một vị Bồ Tát để ngăn chặn, để giúp đỡ những cô thiếu nữ ngày hôm nay đừng có đi vào con đường đó. Đúng rồi, ngày xưa mình đã có một cái lỗi lầm, nhưng mà bây giờ mình có thể chuộc lại lỗi lầm đó. Mình có thể giúp được một người, hai người, năm người, mười người, một trăm người, một ngàn người không làm cái hành động dại dột đó. Thì chỉ bằng cái nhận thức đó và cái hành động đó, mình mới chuyển hóa được cái vùng dại ngày xưa, mình mới có thể làm mới được. Và mình làm mới được cách hoàn toàn, và mình trở thành con người tinh khôn, không có bị mặc cảm nó đè nặng. Ai trong chúng ta mà đã không từng có lần vùng dậy và lầm lộ, lầm lỡ. Nhưng mà chúng ta đừng có để cho cái mặc cảm tội lỗi nó bám sát theo như một con ma, để làm cho chúng ta ngồi không yên, đứng không yên, ăn không được mà ngủ cũng không được. Mà làm thế nào để vượt thoát cái mặc cảm đó? Chỉ có bát nhà ba la mật prajna paramita mới cứu chuộc được chúng ta một thân. Không có một đấng thần linh nào có thể cứu chuộc được chúng ta. Chỉ có cái thấy đó, the deep insight đó mới có thể cứu được ta. Thấy nơi tất cả như tự thành. Có một cặp vợ chồng, hôm đó họ vô ý như thế nào đó mà họ để đứa con 4 tuổi của họ chạy ra đường và bị xe cán. Họ trớ rồi, họ chỉ vì vô ý trong một chút thôi. Chỉ vì vô ý trong một chút thôi mà nó xảy ra như vậy. Và từ đó về sau, hai vợ chồng ăn không ngon, ngủ không yên, bị cái mặc cảm tội lỗi nó đeo đằng suốt đời. Mình đã không cẩn thận, mình đã để cho đứa bé con mình 4 tuổi bị xe cán. Cái đó nó xảy ra trong vài giây. Mặc cảm tội lỗi, tội và không tội, ai có thể rửa sạch được cái tội lỗi đó cho mình? Đấng thần linh nào có thể rửa sạch được? Chỉ có Bát Nhã thôi, chỉ có giáo lý, chỉ có tự giác của Bát Nhã thôi. Mình có thể làm được gì không? Mình có thể thực tập chánh niệm không? Mình có thể giúp những người khác thực tập tánh niệm không? Mình có thể ngăn ngừa để cho cái hành động đó đừng có xảy ra một lần nữa không? Đối với mình và đối với những người khác trong quanh mình, có thể được lắm chứ sao không? Chúng ta ai cũng có thể học được từ những cái vụn về, từ những cái khổ đau, từ những cái lầm lỡ của chúng ta. Chúng ta học cho chúng ta, và chúng ta học cho những người khác. Và chúng ta có khả năng giúp những người khác đừng có phạm vào những cái lỗi lầm mà ta đã phạm. Và ta giúp cho chúng ta
để ta đừng có bao giờ phạm vào cái lỗi lầm đó lần thứ hai. Và nếu chúng ta thấy được điều đó, nếu chúng ta làm được điều đó, thì chúng ta có thể làm mới tinh khôi trở lại. Không có lý do gì mà chúng ta bị kẹt vào trong cái mặc cảm tội lỗi. Cũng như một người lính Mỹ trong một cơn giận dữ đã bỏ thuốc độc, đã bỏ thuốc nổ vào trong những cái sandwich rồi để ở đầu làng, là tại vì anh ta thù ghét những cái người dân trong làng đó ở Việt Nam. Tại vì đơn vị của anh ta bị sát hại gần hết trong cuộc chiến tranh xảy ra trong cái làng đó. Và từ hận thù, anh ta đã muốn trả thù. Anh ta đã đem tới một bịch sandwich và anh ta để thuốc nổ vào trong những cái bánh sandwich. Và anh ta chứng kiến một bọn con nít nó ra, nó mừng rỡ, nó ăn những chiếc sandwich đó và nó chết ngay trước mắt anh. Thì sau đó trở về Mỹ, anh không có ăn được, không có ngủ được. Cái hình ảnh của những đứa trẻ chết vì ăn những cái chiếc sandwich mà có chất nổ đó, nó ám ảnh anh ngày và đêm. Mãi cho đến khi mà thầy tổ chức một khóa tu cho cựu chiến binh Hoa Kỳ ở tại tiểu bang New York, thì người đó mới có dịp khóc, mới có dịp tỏ lộ cái đau buồn của mình. Thì thầy đã dùng cái phương pháp này để trị liệu anh ta. Thầy nói: đúng rồi, cái ngày hôm đó anh đã giết 5 đứa trẻ ở Việt Nam từ cái sự hận thù của anh. Và từ ngày hôm đó anh không còn cái sự an tâm nữa. Mỗi khi anh ngồi trong một cái gian phòng mà có con nít thì anh chịu không nổi, anh phải chạy ra liền lập tức. Như vậy nó xảy ra trong mười mấy năm trời. Nhưng mà anh phải quán chiếu, anh phải thấy rằng trong giây phút hiện tại nó có những em bé đang chết, có thể không chết vì chất nổ, nhưng mà chết vì thiếu ăn, vì thiếu dinh dưỡng, vì thiếu thuốc men, chết ngay ở nước Mỹ, chứ đừng có nói là chết ở các nước nghèo khổ. Và cái đời của anh để làm gì? Nếu anh sử dụng cái đời anh để mà cứu những em bé đó, thì mỗi ngày anh có thể cứu được một đứa, hai đứa. Nếu anh quả thực là muốn hành động theo chiến lược Bồ Tát, thì là thì giờ và tâm lực của anh có thể được sử dụng vào để cứu những em bé đang chết trong giai đoạn hiện tại. Có những em bé chỉ cần có một viên thuốc thôi là có thể cứu sống được, mà nó không có viên thuốc đó cho nên nó chết trong tay mẹ nó. Thì anh có thể là người đưa cái viên thuốc đó tới cho mẹ nó để cho nó uống. Và cái chuyện này là chuyện nhiều người đang làm trên khắp thế giới. Có những tổ chức thiện nguyện như là Medecins Sans Frontières, họ đang làm những công việc đó. Tại sao anh nằm chết trong cái, anh nằm co rút lại và chịu chết trong cái mặc cảm tội lỗi của anh mà anh không có thấy được cái giáo lý bát nhã, và anh không có đi ra để mà thực tập hành động? Là tại vì nếu anh biết được cái giáo lý này, và nếu anh phát được cái tâm đại thừa của Bồ Tát, thì mỗi ngày anh có thể cứu được một đứa, hai đứa, năm đứa. Và trong một thời gian một vài năm, anh có thể cứu được hàng trăm đứa. Tại sao đau khổ vì năm đứa đã chết mà không có đau khổ vì hàng trăm ngàn đứa đang chết? Anh cứu được những đứa này là anh cứu được năm đứa kia. Nếu ngày hôm nay anh cứu được năm đứa thì năm đứa ngày xưa nó sống gì? Tại vì năm đứa ngày xưa tức là năm đứa ngày hôm nay. Đó là cái thấy của bác nhân. Và chính nhờ cái giáo huấn đó, nhờ sự soi sáng đó, cho nên cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ kia đã thoát khỏi cái mặc cảm tội lỗi và đang dấn thân
vào cái công cuộc tu tập và hành động. Cho nên không có một thiên thần nào, không có một thần linh nào có thể cứu chuộc được mình hết. Chỉ có cái tuệ giác siêu việt của Bát Nhã mới có thể cứu được mình thôi. Tại vì theo cái tuệ giác siêu việt đó, không có gì dơ, không có gì sạch, không có gì thêm, không có gì mất, không có gì có và không có gì không. Mình phải thấy được tất cả, mình thấy được mình nơi tất cả và thấy được tất cả nơi mình. Nếu nghe pháp này nhất định đắc thành chánh định giác, chứng bồ đề, thấy nơi tất cả như tự thân, đó là đại trí Như Lai nói. Mình phải đạt được cái Mahaprajna đó, cái đại trí đó, Great Wisdom đó.